Trời đất ơi. Cậu. Hôm nay tao ngủ đây với mày một bữa nha. Sao được cậu? Cậu mà ngủ đây mở với bà biết là đánh đòn tôi chết đó. Mày mà chết hả? Tao chết theo mày luôn. Chứ tao không có ngủ với vợ tao nữa. Nhưng mà mợ làm gì cậu mà cậu không chịu ngủ chung? Mợ không có làm gì hết á. Nhưng mà tao chán ngủ chung với vợ rồi. Nhớ mày với anh Huệ. Tao thích chơi chung giống như hồi đó á. Tao chán chơi trò động phòng với vợ rồi. Không có được đâu nghe cậu. Đã là vợ chồng với nhau rồi là mình phải ở đời ở kiếp với nhau. Còn không có được nói chán như vậy đâu. Nhưng mà tao không có thích chơi hoài một người. Tao muốn đổi người chơi. Giờ tôi hỏi cậu thiệt nè. Cậu có thương vợ con không? Có. Tao thương vợ tao hả? Y như trong sách viết vậy. Má tao cũng kêu tao thương vợ tao mà. Cho nên tao nghe lời. Tao làm theo lời má tao biểu. Làm y như trong sách viết vậy đó. Đó. Nếu mà mình thương vợ á thì mình phải ngủ chung với vợ mình cho ấm áp. Chứ ai mà bỏ vợ mình ra đây ngủ ù rơm vậy? Thì tao cũng thích ngủ chung với vợ, cũng muốn ôm vợ ngủ cho ấm. Nhưng mà lâu lâu tao cũng muốn ra đây ngủ chung với mày. Vậy thì cậu nằm đây cậu ngủ đi. Tôi còn phải ngủ để mai đi làm nữa cậu ơi. Mai mà tôi không có sức tôi làm là tôi bị ăn đòn đó. Biết rồi, nhưng mà từ từ hẳn ngủ. Gì nữa? Bây giờ mày kể cho tao nghe đi. Bữa giờ mày chơi chung với Huệ có gì vui. Xong rồi ngủ. Thì cậu nằm xuống trước đi. Nè. Tôi nói trước nha. Mày kể đi. Tôi kể tới đâu mà tôi buồn ngủ là tôi ngủ luôn, ráng chịu á.